Chào mừng quý vị đến với Học viện Đào tạo Dulux. Trong video clip này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề bột trét bị vón cục. Đây là hiện tượng bột trét bị vón thành cục và không thể phân tán khi khuấy trộn với nước. Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng vón cục đối với bột trét đến từ việc bao bột bị ngấm ẩm do tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà hoặc tường trong quá trình lưu trữ. Hoặc bao bột đã mở ra nhưng không sử dụng hết, dẫn đến phần bột còn lại bị ngấm ẩm từ hơi nước trong không khí. Với vấn đề vón cục trên bột trét, chúng ta chỉ cần sử dụng rây loại mịn để loại trừ các cục bột bị vón. Trong trường hợp các vết vón cục chỉ có kích thước nhỏ và không quá nghiêm trọng, hạn chế sử dụng phần bột trong bao đã bị vón cục. Điều quan trọng nhất trong quá trình tồn trữ để ngăn ngừa hiện tượng vón cục với bột trét đó là đảm bảo bao bột cách tường, sàn, không tiếp xúc với tường và sàn trong quá trình tồn trữ. Đảm bảo khu vực tồn trữ thông thoáng và tránh xa các nguồn gây ẩm ướt. Ngoài ra, một điểm quan trọng nữa cần thực hiện để tránh hiện tượng bột trét bị vón cục đó là khi mở bao bột ra thì nên sử dụng hết. Trong trường hợp không sử dụng hết bao bột một lần, cần có biện pháp cách ly phần bột còn lại với môi trường xung quanh.